Hello cả nhà hello, welcome back Nhân Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa quý vị. Nay cũng gần giữa tháng 11 rồi thì chương trình mình chuẩn bị là chuẩn bị cho đem khay vào, thì đây là những cái khu vực mà mình chuẩn bị dọn sẵn hết rồi. Thì mùa thu cũng là mùa ra hoa kết trái nha quý vị, không phải là nó không ra đâu, nó vẫn có trái rồi. Giờ mình mới đi rửa sơ cây. Ví dụ như mình nói cây có trái là cây nào, cây chanh ngón tay của em đây, nó thu nó vẫn ra hoa đây. Cái cây này năm rồi mùa xuân nó ra trái đầy hết, nó giống như trái ớt hiểm vậy đó, dài khúc khúc vậy nè, đầy hết. Giờ nó ra tiếp một đợt mùa thu. Thì bên cạnh đó thì mình nói mùa thu thì nhánh là sơ bu chê trái dài, loại này nó ngọt tê luôn á, ngon lắm, rất là ngon. Thì để mình được cái khu vườn cho nó gọn, để cho mùa thu mà mùa đông mình đem cây vô đó thì cũng bỏ cốc chút thời gian để mình cắt tỉa nó chậm. Thì bây giờ mình thấy nhiều lắm, cái này mới có trong này không thôi đó. Mảng cầu xiêm tiếp tục ra hoa bông rồi, na thì giờ hết rồi, cây mảng cầu dai nó nằm đó nó chịu đợi. Đi vòng vòng trong vườn mình thấy rất là thích. Đu đủ em cũng chặt xuống cho nó ngắn bớt đi, để cho nó đủ mùa đông. Đủ mùa đông rồi sang năm nó ra trái tiếp tục. Thì bên cạnh đó bà con đi theo qua bên đây, nó là con lít ngắn ngắn rồi, chắc không ngắn nổi là phải nó nhiều quá. Qua bên đây, đây còn nhiều lắm. Đây nè, mùa này đó ớt còn nhiều như vậy. Kế bên đó cây mai Santa Barrel. Bên đây là cây này đã không? Bà con nhìn nè, thần kỳ nha. Cây thần kỳ mà trái nó bự vậy nè, chưa bao giờ em thấy nó bự giống vậy. Đó, thần kỳ Miracle Fruit đó. Cái cây này ăn vô là nó thay đổi vị giác mình đó. Thì sau lưng này là cây sung. Sung này cũng đem vô, cây nhiệt đới ra trái lia lịa. Làm gì làm ổi tím, còn lại con trái đây. Đấy duy nhất ổi tím. Hại luôn. Đây, ổi tím. Cái cây ổi tím Mã Lai nè. Wow. Thơm á. Kế bên đây thì vườn ớt. Vườn ớt đẹp. Kế bên đây thì loại ớt cay nhất thế giới, cay thứ gì thế giới, đây là cây Carolina Reaper. Cái cây này đem vô nhà gần nó thôi là đã nứt mũi rồi. Dạ Lý Hương, Ngọc Lan. Đây cây khế chua của em đó nghe quý vị, tái quá trời. Ai có nhu cầu thì cho em biết. Kế bên là cây chùm ngay, phú sữa. Mình đi bé này đi. Có trái sung này đâu rồi, nãy thấy con trái. Hãy rồi. Có ăn không? Rồi. Có cây sung. Cây sung bươi đang cây ổi nha. Đây là cây nho thân gỗ. Lisa giờ này có ra hoa nữa nè, em thấy không? Bà con thấy rồi đó, em nói là có hoa. Cam tắt xịt đây, lắc luôn. Cam tắt xịt ngọt nha. Này, trồng ở đây nó cam tắt xịt thôi chứ không biết nói cái gì giờ. Cây sari, cây cà ri, nó lộn. Sari Ấn Độ. Giờ đang thủ để ra. Ủa, như sao nó ra đây, trái đây chừng nào hái đây chưa biết. Vàng nè, cỡ này được rồi nè. Bà con thấy đã không? Không nhiều để cho mình trái mình thấy vui rồi. Khế chua của em nhiều lắm, bây giờ nó đậu đầy luôn. Đây nè, nó ra nó đậu rồi, gặp nhiều đậu thấp xuống. Với mảng cầu xiêm em còn khá nhiều nha, cây có hoa có trái hết rồi đó. Mà con có nhiều cầu khế thì lấy về, còn không để mùa xuân đi. Nè, coi trái nè. Hoa trong cái nhánh này nó đã rồi. Đây đây luôn. Nó ra được mùa thu này mình đem vô là vẫn đậu trái như thường. Ok, em nghĩ chắc hơn bây giờ hơi nhiều đó. Ok, bé này đâu không đi qua bên kia. Thử thanh long đỏ, ruột đỏ nha.